Thời tiết hôm nay rất là nắng. Vâng. Xin thiệu chào mọi người, chào quý ông bà cô bác nhé. Cháu Diệp An chào ông bà nào. Vâng, em xin chào tất cả ông bà cô bác và mọi người ạ. Hôm nay vào đây chui bãi ngô vẫn mặc áo cộc như thế, tí nữa nó cứa lên trời lắm nè. Vâng, kìa là đi qua cái bãi ngô này ngứa lắm anh ạ. Kìa là có cái con sau này cái gì ấy. Thường thường cái cây ngô này nó hay con nhiều kiểu như con lét ấy nhỉ. Vâng. Nó đốt cho là hơi bị đau ấy. Vâng. Cô bác thân mến, anh em lại quay trở lại Mép Vực rồi. Hôm nay quay trở lại đây thì thấy một cái khung cảnh rất là vui mừng của bà con. Đó là cây ngô của bác ạ. Trước anh em vào thì cũng chưa chỗ cờ thế này đâu. Thế nhưng mà hôm nay anh em quay về đây thì hầu như là cái khu vực này cây ngô đã chỗ cờ hết rồi này. Bắp thì cũng có cái đã đen dâu rồi. Như thế này thì khoảng độ nửa tháng nữa khả năng là cũng luộc được rồi ấy nhỉ. Vâng. Năm nay thì cũng rất là may, có mưa thuận gió hòa một chút. Đây là một cái tín hiệu vui cho bà con ở cái khu vực này của bác ạ. Cứ như thế này thì khả năng là mùa vụ năm nay bà con lại được mùa rồi. Không như năm ngoái là hạn hán là không được mùa. Đấy, như thế này thì bà con sẽ có một cái niềm vui rất là lớn rồi của bác ạ. Hôm nay thì xuân thiệu với em Dìa quay trở lại thăm em Pà Mép Vực của bác nhé. Cũng một dạo rồi, chưa quay về đây. Đó, hôm nay thì quay trở lại thì có một cái món quà của cô Lý ở Việt Trì Phú Thọ. Cô có gửi cho em Pà Hờ Mép Vực là 500 ngàn để mua cái món quà này. Hôm nay thì anh em quay trở lại đây đã mua đây rồi, một bao gạo, một túi nhu phẩm và một ít cá khô nữa. Nhà em Pà Hờ Mép Vực này thì Xuân Thiệu mới nhận được một cái khoản tiền rất là lớn nữa của anh La ở Mỹ. Đó, anh La ở Mỹ trước có gửi tổng cho Xuân Thiệu là 4 triệu đồng. Trong cái khoản này thì cũng có gọi 2 triệu cho em Pà Mép Vực. 1 triệu thì anh cũng có dặn là hôm nào vào thì sẽ trao lại cho vợ chồng. Còn 1 triệu thì sẽ để mua nhu yếu phẩm dần của bác ạ. Đó, những cái khoản tiền, những cái tình cảm của các ông bà, của chú bác ở phương xa gửi về cho bà con. Và đặc biệt là nhà em Pà Hờ Mép Vực này, để mà mua gạo vào những cái mùa đói ăn này thì rất là cấp thiết của bác ạ. Mùa này thì cũng chưa được thu ngô nên là những cái tình cảm, những cái vòng tay nhân ái của các cô các chú có gửi cho bà con thì không có gì ý nghĩa bằng rồi. Cũng xin được cảm ơn chị Lý ở Việt Trì Phú Thọ và có anh La ở bên Mỹ nữa đã gửi về cho hai vợ chồng em Pà Hờ những cái món quà rất là lớn này. Đó, cũng nhiều các ông bà cô bác cứ theo dõi được những cái tập phim anh em vào ghi hình chia sẻ thì cứ nói nọ nói kia. Thế nhưng mà mình cứ giúp được cái gì thì mình giúp thôi các bác ạ, để giúp cho bà con phần nào bớt được những khó khăn thôi. Chứ còn để mà nói nọ nói kia thì nó nhiều cái nói lắm. Đó, mình nói chung là những cái sự mở lòng của các cô bác, ông bà đến với bà con thì không có gì quý giá bằng rồi. Bây giờ thì cũng mời ông bà, mời cô bác cùng theo anh em mang cái món quà này vào để trao lại cho em Pà Hờ. Để xem là dạo này em Pà còn có nhà hay không nữa. Đợt trước thì không có gì ăn thì đâu, để anh cầm cái này. Em Pà thì cũng đưa con về nhà ngoại để mà có còn có bữa nọ bữa kia. Chứ còn ở đây thì trước anh em vào thì còn phải có đủ đủ ăn qua bữa cơ. Đấy. Không có ăn thì cũng phải ăn thôi, chứ biết làm thế nào. Đấy, bây giờ thì em Pà thì một hách hai con, còn một tay thì không được lành lặn nữa. Muốn đi làm cái nọ cái kia thì nó cũng hơi khó của bác ạ. Bà con ở trên này thì cũng chả biết đi làm cái gì được, muốn đi làm sao thì không đi được. Đấy, ngô thì cũng chưa có để mà thu. Đấy, các ông bà cứ bảo là bà con thì lười, không biết làm cái gì. Thế nhưng mà không hiểu cái từ lười của các cô bác nói ra thì nó như thế nào mới là chịu khó, mới là lười nữa. Bây giờ trong những cái lúc đói khổ này thì chả ai ở nhà mà cứ ngồi chờ cả. Đó, ví dụ anh em không vào thì họ cũng chật vật để mà kiếm sống thôi. Chứ còn mình mở lòng được tí nào thì giúp đỡ họ được cái bữa cơm gạo ăn qua ngày thôi, để cho họ có cái cuộc sống nó đỡ khổ hơn. Đấy, chứ còn để mà bảo thế nọ thế kia thì nó nhiều cái vấn đề lắm các bác ạ. Bà con ở đây thì không biết là bắt đầu từ cái nào đầu tiên. Cũng chỉ một vụ ngô duy nhất trong năm thôi. Hết vụ này không là... có cái công việc để kiếm ra đồng tiền anh đúng ạ. Đúng rồi. Ví dụ muốn đi làm sao phải biết tiếng được. Nó khổ thế. Đây này. Cái ngô này là ngô địa phương à? Vâng, đây là ngô địa phương anh ạ. Tốt nhỉ. Cái này nói là tốt vượt cả đầu người.
Cái này rất là cao luôn. Mấy ngày hôm nay thì cứ ngày nắng nắng rồi đêm lại mưa các bác ạ. Đó. Đó. Giờ còn không có cả lối đi xuống đây này. Bây giờ thì là mỗi một lần vào nhà anh bà Hờ thì là rất là sợ do là không có cái lối đi lại. Lối đi chả có các bác. À. Bây giờ cái đường đi lối lại còn không có thì không biết là mai mốt thì kiểu gì nữa. Kiểu như là bây giờ cứ ở trong cái khu này nó mép vực ấy, nó ở cái trong cái nương nhà người ta nên là người ta cho đi thì được, không cho đi thì cũng không làm thế nào được. Đó. Xem nhà này có cho qua nhà không nhỉ? Vâng. Nhà này sợ là không cho đi qua nha. Tất nhiên là họ không cho đi rồi, tại vì là đi lại các thứ thì nó không tiện. Thì ai người ta cho đi qua nhà người ta. Vâng. Thế mình thế thôi. Ủa nhưng mà đây cái lối này không thấy đi rồi. Lối này không thấy đi á? Vâng. Không có lối mòn rồi đúng không? Không có cái lối mòn. Không biết là nhà này nó đi lối nào nữa. Vâng. Khá lắm đây. Thật là phải đi xuống dưới nhà người ta thôi. Dưới nhà? Vâng. Nhà người ta đóng cửa hết rồi. Đóng cửa hết rồi nhỉ? Ừ. Thôi thôi, đi lối cũ này thôi em. Đi vào đây, cho nó... cho nó lành. Vâng. Khó đi tí nhưng mà thôi, mình cứ xuyên đi vậy. Chứ còn bây giờ, qua lối qua nhà người ta thì... Đây này, đây không có lối đi thật này. Họ vừa lòng không vừa ý. Kéo ở gây ngồi người ta thôi, chứ nữa là không dám quay trở lại lối cũ. Người ta đứng ở đây để chờ á. Đón nóng đấy. Yeah. Tại vì cây ngô bây giờ nó đang giòn phân. Nó mưa nhiều này nó mới giòn phân đấy. Vâng. Đấy, thấy chưa? Đấy, có gãy rồi. Đấy, gãy lá rồi. Một tí là nè. Nó... anh em thì... đứng đây. Đằng nào mà chạy đấy. Tí là người ta đứng đây để chờ bác quả tan đấy. Bảo là... mỗi một cây ngô lấy hai bắp thôi thì đúng đây làm thế nào? Đúng rồi, một cây ngô chỉ lấy một bát gạo thôi. Đấy, đây này, họ đóng cửa cái miết này, này. Đóng cửa thế này đồng nghĩa với việc là họ không cho đi lại nữa. Đường đi lối lại không có thế này. Ôi dồi ôi. Vậy chồng đóng cửa hết rồi. Không biết là có ở nhà. Lại chạy hết rồi á. Vâng. Xe đi hơi. Xe đi hơi. Xe đi hơi. Ê. À. Đấy, nhớ xe rồi. Sao ở nhà cứ phải đóng cửa kín mít như thế? Ôi trời, nhớ xe cá trong tàu rồi nè. Mưa quá nên là phải đóng cửa. Nhưng mà mưa phải mở mưa cho nó thoáng. Mưa thì phải mở ra cho nó mới thông thoáng chứ. Nè, nốt rồi nằm nó khí dần chứ lì xì. Ôi dồi. Cái lán này, mục hết rồi các bác ạ. Thế là, xin chào. Anh Hờ đi đâu rồi? Đi chỗ bóc cửa. Chỗ bóc cửa á? À. Đi đâu? Ở đây anh Hờ đi xem ngô rồi. Xem ngô á? Vâng. Ây dù, mở cái cửa ra cho nó thoáng một tí. Sao lại người ở trong nhà cứ đóng cửa kín mít như thế này? Cả chỉ tao hát rong nhỉ? Ừ. Cả lì mà mô mô đấy. Đóng cửa kín mít thế này thì khói nhà có đầy con nhỏ. Ây dù, cái này mưa rột xuống à? Cái này là đế lỏ chê rồi chà. Bị rồ với lại bị chạy từ đằng sau vào ấy. Chạy từ đằng sau vào á? Vâng. Mình phải làm cái mương chứ. Nếu mà cứ để cậu chữ nó lo hiểu. Cái nhà này sợ chưa? Bảo là mưa vào nó ngấm hết đấy. Bởi vì là cái nhà này, thế thì mưa thì ở trong nhà chả như là ngoài trời à. Mà ướt súng thế này. Đâu hiểu. Hả? Nhà này. Đây này, cái này là hỏng hết rồi đây này. Hỏng cái hết. Cái bạt bắt đầu là bị nắp bươm nắp bé hết rồi. Nắp bươm nắp bé rồi đây này. Cái này thì do là cái tuổi thọ nó không được lâu. Cái bạt này là từ năm ngoái rồi, tính ra cũng phải hơn năm nay rồi. Anh em từ lúc làm cái lán này phải tính năm mấy hai năm rồi nhỉ. Đúng rồi. Sợ quá. Cái này cái nhà xem nào. Này á. Hả? Cái gì thế này? Có cái món gì? Không gì hết chị này. Có chồng. Và? 看了我姐。看了我。
À, cái củ không biết cái củ dãi, cái củ gì ở trong nưa mà lấy về ăn đấy. Lấy về ăn á? Vâng. Cái củ này như là cây khoai phải không? Cây khoai nhưng mà không được dạng là khoai ấy, cây này khoai gọi là ở trên nưa ấy. Mà tự nhiên cây này không phải lấy về dòng đâu. Thế à? Cái này ăn ngứa lắm. Thế thì cái này củ này lấy về luộc ăn hay như nào? Cho nên cao hào hóng nó là chín đó. À, lấy về để luộc đùa ăn ấy. Luộc ăn á? Vâng. Trời ơi, thế nhưng mà ngứa thế có ăn được không? Mới chỉ khó nhá. Cho bảo là cũng ngứa lắm nhưng mà cũng phải ăn thôi. Ngứa cũng phải ăn á? Vâng. Rồi. Thế thì mùa này thì không đi hái cái rau gì ở rừng mà lấy về ăn được, cứ toàn ăn cái củ ngứa lại đủ đủ thế này á. À nếu chỉ mùa đây hoa rau chỉ đổ nó rồi. Rau cà tí nó đỏ. Bảo là cũng số ngày ăn rau ấy, cũng không ăn được. Không ăn được á? Vâng. Do là rau thì ngày ba bữa thì gọi là cũng đủ mệt rồi. Ồ. Trời ơi. Thế là anh Hờ là đi bón phân ngô như nào? Cho hai mùa ấy chứ. Đi xem ngô xem là ngô, cái ngô có hạt chưa? Cái ngô cho hạt có hạt chưa? Vâng. Bây giờ thì nói chung là nó cũng ra phấn, ra bắp rồi nhỉ? Vâng. Chế ăn tại rồi, đi rồi. Thế là đi xem là cái ngô là đã ra hạt chưa, bởi vì gia đình cũng đã trông chờ vào mấy cái hạt ngô á. Trông chờ mấy hạt ngô á? Vâng. Thế thì bây giờ cứ nhòm nó chưa có hạt thì mang về luộc, ít nữa người ta thu thì mình cũng thu, thế thì nên lúc đấy thì ăn hết thì lấy cái gì mà thu bây giờ. Bây giờ là mình thu trước rồi. Bây giờ mình thu trước người ta. Bây giờ đối ăn thì phải như thế chứ. Bây giờ là thu, gọi là thu trước mùa. Đấy. Cái mưa gió thế này dê riếc có thả đi không? Xem mấy con dê nào. Cho chị đang muốn lấy cỏ về đây này. Cỏ về đây này. Vâng. Cho chị bỏ trong mùa nè. Con lấy cỏ về cho ăn thôi. Có mở được không? Ra xem mấy con. Không thì khí đi chả. đấy. Phải cho mở nó ra cho nó thoáng thoáng một tí. Khí chứ chết đi. Cái này chắc là đựng nước về để cho dê đấy. Vâng. Đây này mấy con dê đây này. Cho ăn tại trong chùa. Lên xem nào. Ăn tại chùa thì không bị chống mưa. Bây giờ mùa này mùa ngô rồi không thả được, mùa này là mùa bà con nhốt dê rồi. Đấy, cũng phải làm mấy cái máng như thế này. Hả? Mấy cái máng cho con dê nó ăn. Vâng. Đúng rồi, làm cái máng to như thế nhưng mà không treo lên thì nó dẫm vào. Dạo này có vẻ như là gầy hơn hay sao ấy. Gầy hơn do là dê nhốt thì dê là nhốt. Không quên đấy anh ạ. Đúng rồi. Vâng. Con dê nhốt thì bao giờ nó cũng sẽ gầy. Vâng. Tại vì là nhốt này người ta phải có ngô. Vâng. Có cám cho nó ăn thì nó mới béo. Còn nhà này thì không có cái gì ăn, người còn chưa có ăn thì lấy cái gì mà cho dê. Cái đó thì thừa dê ở trên này là dê núi, là thả rông, gọi là thả tự nhiên ấy. Đúng rồi. Vâng. Mùa này là mùa không thả được rồi nhỉ. Vâng. Thế cái cỏ này là em bà đi lấy hay là ai đi lấy? Thì cho rất nhỏ nhỏ này thì lấy. Anh là anh Hờ đi lấy về đấy. Ui dù cái này dai hết rồi còn đâu nữa. Cái miếng bạt này. Cái miếng bạt này. Giống như là cái. Còn cái gì nữa đâu? Giống như là cái sàn ấy. Cái này nó giãn kiểu như là nó phơi mưa phơi nắng, nó năm hơn năm rồi đâm ra nó giãn thế này. Bên này mưa thì trong nhà chả như ngoài trời à? Thần nhớ đi mà thì họ chơi cái nó trong kiện nó nhớ. Bà không ngủ được ư? Không ngủ được á? Mưa to là phải dậy hết, sẽ là góc nào không bị rồi ít thì là đấn ở góc đấy thôi. Vâng. Trời ơi, thế này thì buổi đêm nó mưa thì có ngủ được không? Nếu muốn thì không muốn đâu, bùi tàu. Em bà bảo là cái nhà này bây giờ nắng thì có đỡ hơn mà mưa thì là không ngủ được mà phải chạy nửa đêm cũng phải chạy xuống cái nhà giữa của em Phứ ấy. Phải chạy xuống cái nhà giữa kia mà ở đấy. Tức là bây giờ là cứ mưa là cả nhà lại chạy xuống cái nhà chú Phứ kia. Là lò nào nét khi tầm không? Thế là mưa, khi nào mưa thì là cả nhà phải chạy đi vào trong nhà em Phứ. Trời ơi, cái này là đây này, có bát, cái bạt đây. Rạch nát tè tù hết thế này thì làm sao mà nó hứng được mưa đấy. Đến khổ, bây giờ thì cái đường đi lối lại còn không có. Thế bây giờ cả nhà thì đi lên trên kia thì đi lối nào? Này, nếu có sao thì mua sao, cây đấy nếu có thể mua. Chỉ mua cây nè. Chỉ mua cây bé là có bé xúc cửa. Nên là có nên cho xúc cửa mua chứ? Bé
Ờ, bảo là đi trộm thôi. Đi trộm à? Vâng. Thế người ta có, thì nhìn thấy người ta có nói không? Mà là bất chê, là bộ là bất chê. Thôi kê sao là thích chú bố mùa là tiền. Thôi kê mùa bố cử lý lia là chú bố mùi mùa ta bố cử lý lia. Trong lúc lia mà, là mùi phù hả ní. Ờ. Chú mô kê mùa. Ờ, đấy. Bảo là bây giờ không có đường đi. Họ không cho đi cơ. Ờ. Họ bảo là đi qua với nơi nhiều một tí là họ bắt được, là họ bắt đền đấy. Trời ơi. Vâng. Bây giờ mình chưa có lối đi thì mình cứ đi khéo khéo một tí để khỏi làm gãy ngô người ta. Bây giờ đi chẳng may làm gãy ngô người ta chẳng bắt đền chứ. Ừ, mà cho gì trả lại giống nó cứ lo cho nó phổ chụp thể. Ừ. Ừ. Thế mới khổ mấy mẹ con. Tức đây đang nấu cái gì mà khói mù mịt thế này? Không, đi không cháy à? Hả? Trời ơi, cái nồi. Ủa nó mà. Ủa nó. À, đây là nó cháo cho cả nhà, nghĩa là cháo á. Không có cơm thì phải lấy gạo về nấu cháo thôi. À, thế là cái gạo từ trước bác lấy vào kia là vẫn còn bằng này gì, còn nhiều không? Cho chu rồi, nhưng mà tôi tả tôi rồi chị ta tả. Hết rồi, hết rồi. Hết rồi hả? Vâng. Thế là hết là bây giờ mới mang về nấu cháo như này. Nhìn thấy là ốm mỏ mà cây hư à? À. À, nghĩa là nấu cơm thì tối nhiều gạo lắm. Đúng là rồi. Nấu cháo để nó nở nhiều ấy. Ừ, thế thì vừa... mang về thì còn nấu cháo để cho nó tiết kiệm tí cũng được. Bây giờ mình chưa có ngô thì mình vừa ăn gạo vừa tiết kiệm như này thì nó mới được lâu. Đấy, từ bao gạo từ giờ cho anh em lấy vào bảo em bà em hờ là lấy về nấu cháo cho nó đỡ tốn. Đấy, đây này cô bác nước vào đây này. Bây giờ cả bếp còn không có cháy như thế này. Trời ơi ẩm xì. Thế là bây giờ là phải ăn cháo cầm cự qua ngày thôi. Với lại đi nương kiếm được cái củ. À, củ gì mà cũng không biết là củ gì, không phải là khoai trồng nhưng mà khoai này là khoai dại thôi đúng không? Vâng đúng không? Khoai dại để gọi là thừa thì ít người ăn lắm. Ừ. Vâng, cái này củ này nó nứa thì nó sẽ không bị ngứa hơn. À. Lấy về nứa ở trong bếp thì nhưng mà cũng khó ăn lắm. Thế à? Vâng. Đây này cũng gọt ở đây này. Những cái nồi không có gì nấu cho vào đây bốc hết rồi đây này. Vâng. Em bà này, trời ơi sao không bảo chồng lấy cái dành về mà cọ hay cái nồi để mà úp vào cho nó sạch sẽ chứ còn để như này nó mốc hết rồi còn đâu nữa. Mỗi chọn thì phát trời thì chúng ta chỉ nào muốn do hồ sơ cho mỗi khứ rồi cho trẻ. Có thể chỉ tốt bự ấy. Ừ, thôi chỉ muốn do cho tốt bự cho nên chửi ta này. Ừ, chúng ta chỉ muốn làm gì thì cũng phải xem cái nồi nó nhiều nó sạch sẽ một tí. Đấy, nhà chú Phứa này, chú Phứa đợt này đi có vẻ nó hơi lâu nhỉ. Cái nhà. Nhà cái nhà này khả năng là vẫn còn kiên cố hơn cái nhà của em bà đấy. Mưa chưa hạ vào đấy nhỉ? Mưa còn không phải dột. À. À, bởi là cái nhà ở dưới kia cũng chỉ gọi là chống mưa thôi. Chống bởi mưa. Vì là gió to thì cũng không dám ở. À, vâng. Gió to thì nó không có cái gì kiên cố rồi. Vâng. Đó. Bây giờ thì là thế là mấy ngày mưa hôm nay là toàn cứ phải chạy xuống nhà dưới kia để mà ở tạm thôi. Ta bên thân nu rồi thì chắc chắn khi mà hao ấy. Nó thì lần nào bé kia bé nhớ hỏi nó thì càng dễ thì là nhớ xong à thế nên dạo này anh Hờ còn đi kiếm cái việc gì làm được không? Tại đầu đi tổ hai bộ một team kho rồi là mình khó chịu qua rồi thay rồi cho nên nhiều món nó thế này. Từ ta này nếu từ ta cái lần nào từ ta thì chúng mất thao rồi. Ừ. Nhớ nữa xem. À. À. Anh bà cũng bảo là. À, từ lúc anh mình không vào đây ấy, thì mưa cũng nhiều lắm, mưa cũng hầu như là ngày nào cũng mưa nên là cũng không đi đâu đó, không đi kiếm được công việc gì làm ấy. Ừ. À, nên là anh Hời cũng gọi là cũng đi chăm mấy con dê thôi. Là chỉ chăm mấy con dê thôi. Vâng. Trời ơi, ví dụ như thế này không đi kiếm được đổi gì ít ngô về thế thì ít gạo mang vào này cứ ăn bây giờ hết gạo rồi thế ví dụ hôm nay anh không vào thì lấy cái gì mà ăn? Ai nói thiệt tao à, ấy anh tổ này thì giờ lấy chỉ tôi này nên thiếu xin này. À, hôm nay là sáng nay là mấy mẹ con công lệnh đi xa bên bà ngoại là sớm rồi. Sang bà ngoại. Do là mưa nên là anh Hợp mới bảo là thế thì mấy mẹ con cứ từ từ để
anh hờ đi xem ngồi ở giữa nưa xem là có hạt chưa. Nếu mà có hạt thì là anh hờ bẻ về gọi là mấy mẹ con là gọi là ăn tạm thôi. Sao là bây giờ em bà còn bảo là đang trông chờ anh hờ về này. Trời ơi. Còn không là mấy mẹ con là đi từ lúc sáng rồi. Thế thì cứ đồng tí là đi bà ngoại, đồng tí bà ngoại, thế thì đi như thế thì bà ngoại còn cái gì cho ăn không mà cứ đi như thế. Bây giờ bà ngoại cũng khó khăn thì cái gì cái thì cứ bảo anh hờ mà đi kiếm được cái gì về để mà mua ít ngô hay là ít gạo về nấu cháo cho các cháu, chứ cứ không thì cứ động tí không có ăn lại để chạy đi bà ngoại thế này thì ai ở nhà mà trông dê các thứ để anh hờ có đi làm thì mới đi được chứ. Bây giờ mình khó khăn thì cứ động tí đi như thế thì bà ngoại cũng có cái gì để mà nuôi mấy mẹ con. Nên thế nhất mà nên mà vì cho cháu thì nó chỉ mua là cho tan tổng gan bé đi nó tạo bé mua nó lại bé nó thật tan đi tôi tạo bé chỉ chính nó cho tan tổng đấy bé nó thật tan biết tạo chỉ mua. Thế là mua tan tổng nó thì mà chỉ mua lại thế giờ mà mua tan tao bé đi nó thật tan thì tôi tạo. Anh nó cho vào đấy to hơn nhau phải lại nó cho vào gan tôi to hơn nhau đấy mình dùng cái nó tạo. Em bà cũng bảo là lần trước thì là có cái cây đu đủ ở dưới này là vẫn còn ăn. Còn bây giờ thì là cái đu đủ kia cũng hết rồi, không có gì ăn này. Giờ đi lấy cái củ, gọi là cái củ dại ấy, mà về ăn thì cũng gọi là ăn cũng khó ăn lắm. Ngứa mò rồi là gọi là, cũng gọi là rắt cả họng ấy, không ăn được. Còn hai cháu thì là nhỏ, không ăn được cái củ đấy. Đấy thì là em bà cũng bảo là không có gì ăn thì là sáng nay mới định tính đi bà ngoại là chắc là mấy hôm đấy. Nên là mới gọi là ở nhà thì cũng chả có gì ăn ấy. Trời ơi, cái này đúng à. Quá tội. Vâng. Cứ động tí thì mấy mẹ con lại rồng rắn đi nhà bà ngoại. Thế thì đã ăn cái gì? Thế thì cứ động tí đi thế này thì biết làm thế nào. Thế làm sao? Làm sao? Nó có gì á? Bảo là đồ ăn cơm. Đồ ăn cơm á? Vâng. Nó thế này mẹ. Tại tí à? Nó thế đi. Thế cháo kia nấu được chưa? Mẹ bắt tại tí một hộp cảnh. Anh chỉ còn tại tí này một bắt tại tí. Anh nằm lê tàu là mẹ. Anh nằm lê tàu. Đúng rồi. Năm lấy tới gì nhưng mà hay nó. Ừ, ấp một hai đó. Làm sao? Cho tổ mẹ giấy một hai đó. Chắc là đói rồi đúng không? Đói rồi. Ủa, được hay. Cháo kia là đã được chưa mà ấy? Hả? Đun lâu chưa? Đã tao rồi, cho tao xịt rồi. Cho tao xịt rồi. Bảo là chín rồi. Chín rồi à? Thế thì múc ra một ít cho cháu đi, nguội thì mới ăn được. Đấy. Cái này chín rồi. Nấu cũng loãng loét thế này. Cái này thì ví dụ để cho cháu đây chứ hai vợ chồng thì ăn mỗi người bát thì hết cái chỗ này ngay có gì đâu. Thế bây giờ là cái gạo là hết sạch rồi đúng không? Sâu tạ đủ rồi. Không có một cái gì có một ít treo ở chỗ đấy anh ạ. Đâu? Và đấy thì. Còn một ít tí tẹo này á. Vâng, đấy. Cái chỗ đấy thì không nấu cơm là phải rồi. Còn một tí tẹo nữa này. Để mà nấu cháo cho con. Bây giờ không dành cho cháu thì cũng các cháu nhỏ không có gì mà ăn. Để nó nguội đã em ạ. Để lên trên cái chỗ nào cao để nguội đã. Cháu đói rồi. Đấy. Đói rồi. Đến tội. Nào. Đấy, còn nóng lắm chứ đừng cho cháu. Đưa cho gọi là đưa cho cháu cháu cầm luôn ấy. Không cho tay vào mồm đâu. Nên chỉ nó tẻ nhá. Thế này thì đúng à. Thế thì bây giờ như thế này thì ăn uống kiểu này thì em bà còn có tây để mà cho cháu nhỏ này không? Không, nó nhỉ, bố mua mì bố mì nhỏ. Nó nhỉ, tê chú mà chín nó, tê chú mua mì bố mì nhỏ. Cũng bảo là ít lắm anh ăn như thế này không có sữa đâu. Đúng rồi, ăn thế này đi đâu lấy sữa. Đó. Như ở những cái nơi khác như vùng xuôi ấy, còn ăn còn nào sữa cho mẹ, nào thịt, nào nói chung đủ thứ dinh dưỡng thì mới đủ ti cho các cháu chứ bây giờ. Ăn uống khổ sở thế này thì các cháu đi đâu lấy sữa mà cho cháu nhỏ đây, nó đói lắm rồi. Trời ơi. Ủa, ăn ngon thế. Đây. Đấy, ăn như thế này cơ mà. Đói lắm rồi. Thế này thì cũng tội lắm cô bác ạ. Bây giờ không đi nhà ngoại thì các cháu thì không có gì ăn. Đấy. Cứ ở đây thì cũng không kiếm cái gì ra để mà ăn qua ngày qua bữa được ấy. Đó. Ngồi xuống nào. Ôi, tội nghiệp quá. Đấy, chỗ gì làm bảo mẫu.
Ôi dồi ôi. Tội cháu quá, đói lắm rồi. Thế từ sáng giờ là cháu chưa ăn gì à? Hả? Tại kỳ cân thì tại kỳ là chúng ta chỉ tắm mới khỏi chỉ nốt hồn này nhỏ. Tại kỳ tế chỉ mua chỉ nốt. Tế chỉ tạo ai cho khách thu mua, cho khách thu mua thì chú cảm mua ổn nào. À, nghĩa là không có gì nên là phải ăn trừ bữa. Ừ. Nếu mà sáng ăn nữa thì chiều không có, tối không có nữa. Ờ. Ừ. Là mới đặt cháo này lên cho cháu ăn thế này. Vâng. Từ đến tối thôi. Tội nghiệp quá anh ạ. Nào, có cho tay vào mồm nào. Cháu này trước thì anh em vào ấy. À, có zin cả đó, dạo này thì chắc là có cơm có gạo ăn thì mới thấy cái mặt phính phính ra một tí, còn trước thì gần như là bị quay cọc ấy cô bác ạ. Đó, thì cuộc sống thế này thì làm sao các con có thể kiểu như là phát triển được như các cháu ở nơi khác ấy cô bác ạ. Đó, rất là khổ luôn, rất là ham ăn luôn. Cháo thì cũng lỏng lết thôi, toàn nước rồi quá. Mình đói lắm rồi nhỉ. Được rồi, không sao, hôm nay bác lại lấy gạo vào rồi, mình lại có cháo ăn rồi nhá. Ví dụ, ngon quá. Nhổ. Nhổ. Ngon không? Đói lắm anh ơi. Đói lắm rồi. Vậy cái cháu rất là đói rồi đấy. Hết rồi. Trời ơi, một bát đã sạch bách luôn. Thế còn cháu kia đã ăn cháo được chưa? Từ bếp tao nó còn đi. Từ bếp tao nó còn đi. Ồ, cũng ăn rồi. Cũng ăn rồi. Và cũng cho ăn rồi. Ồ, nghĩa là bây giờ là không đủ ti cho nó là cũng cho ăn cháo rồi đúng không? Chỉ cháo món nó, chỉ cháo mì nó. Cái đấy. Đúng rồi. Thế thế thôi nhá. Hôm nay thì anh vào đây anh cũng có cái món quà này vào cho gia đình rồi, thì mấy mẹ con là không phải đi bà ngoại nữa. Bây giờ đang cái mùa đói mùa khổ này thì đi bà ngoại thì bà ngoại cũng không có cái gì nhiều rồi. Đi. Đấy, bây giờ bà ngoại còn lo cho gia đình còn không nổi, bây giờ thì lo cho cả mấy mẹ con nữa thì cũng khổ bà ngoại ra nhá. Nhưng mà nên mà chỉ muốn để tài á. Nó nên tụi tí là hắn gặp hot show đi. Ya mon che to me che mon han che ni thế. To je ne a i cha ne ne wo no ya. Ờ mon han che. Ở đây có cá khô nhá. Ừ. Cái món quà này là của cô Lý ở Việt Trì Phú Thọ có gửi tặng cho gia đình nhá, trị giá là 500 ngàn nhá. Ờ khó không tí nhưng mà tôi bảo là Lý. Nhưng mà là Việt Trì Phú Thọ ni mo to. Ờ ni mo to je. Là ne o ne chi ne tao na no ro lu je cha ni. Ờ je o. Mon na lu a cha shi tie wo cha ra sa to ne. Yo Lý wo cha ra to ne la chi. Yo thu thế, yo trăng chơi mấy chàng tua trập bên nồi, chỉ tin ý tụi lo nhau nè, cha lúc bé luôn chơi yo thu tua trập bên nồi thế, vợ cha trăng này tụi lo. Tại cái hai người chỉ muốn nên muốn nên chỉ bỏ thu à? Yo bé muốn cái bé thì chỉ bỏ nhà giàu. Đấy, bà bảo là cũng rất là cảm ơn đến là cô Lý ở Việt Trì Phú Thọ rất là nhiều có cái món quà này. Em bà cũng bảo là sáng nay mấy mẹ con mà lỡ đi bà ngoại giờ thì chắc cũng không thấy cái bao gạo này nữa. May mà chưa đi nha. Đấy thì hôm nay anh vào đây thì anh cũng có thêm một cái món quà nữa của anh La ở bên Mỹ nhá, có gửi cho hai vợ chồng nhá. Chú có dặn là sẽ đưa cho 1 triệu cho gia đình để mà mua cái gì thì mua, nhưng mà bây giờ anh thấy là cái nhà này cái bạt nó hỏng rồi. Bây giờ bảo anh Hờ đi mua lấy cả một miếng bạt về lợp lại cái nhà đi nhá, không thì cứ mưa gió lại chạy thế này là không ổn đâu nhá. Thôi tí lòng nên để tiền nhá, nhưng mà mới được tí lòng à. Ít được chín giờ lan nhé, phần hậu u à, nếu muốn thấy họ chia tôi là nhớ mà để có sau lìa là mà còn nếu muốn vô ý để có tàu ở bên bờ xe thì nó vô sau sát sau lìa ờ
chỉ mua nhà vô đấy, chạy chơi thì nếu chơi như anh thế có nhà vô có nè, chỉ mua rổ đấy. À. Ờ, em bà cũng bảo là cũng bảo anh Hờ mấy lần rồi để đi tìm cái gì là để có cái việc làm ấy, sao là được ít tiền thì là về mua cái tấm bạt để gọi là can lên trên, nhưng mà do là cũng không có gì làm ấy. Ừ. Nên là cũng chưa đi tìm được công việc. Tìm được cái gì bây giờ? À. Đấy cũng rất là khổ cho gia đình. Cũng cảm ơn anh La ở Mỹ rất là nhiều. Cái khoản tiền của anh La có gửi tổng cho Xuân Thiệu là 4 triệu đồng. Cái khoản này thì chú cũng dặn là có 2 triệu cho nhà bà Hờ, 1 triệu thì sẽ đưa tiền mặt cho gia đình, còn 1 triệu thì sẽ để mua gạo và đồ nhu yếu phẩm dần. Đó, đây nhá, đây. Đây, cầm cho em bà 1 triệu nhá. Tôi xin giờ La nhá, phần hậu mà để mua thôi nhá. Ừ. Nhỏ ít chỗ ấy. Cái tiền này thì bảo em anh Hờ đi mua một miếng bạt nhá, về để lợp lại cái nhà đi. À mua vô nhà. Ý à tụ mua mua tổ hai cả tổ hai à. Mua dưới đây có là một vô sang này. Ừ. Cái này lo hay này. Ờ. Con thừa bao nhiêu thì để mua gạo cho các cháu ăn dần. Ừ. Cha sửa sẽ cha này cha mà vô tới chị mà vô chị. Cha sửa cha lịch cha chị cho vô món nó. Ừ đúng rồi, bây giờ cần thiết nhất là cái mẹ ăn. Mẹ ăn mới là quan trọng. Đó chị à nhá, nhưng mà xa xanh cho đó tụ chính giờ là ít lòng rồi nhá. Mua lúa chỉ cả thả đó lại. Nhà đi ở chợ đó tụ tin ta chơi món nhà tôi bé mình yêu có thế này lú bé chỉ ta tạ bé yon yon trong những tiếng chỉ tạ này vui đi ở chợ đó. Em bà cũng rất là vui khi hôm nay là không có anh Hờ ở nhà, nhưng mà được cái số tiền như thế này thì là em bà cũng bảo là sẽ đưa cho anh Hờ để anh Hờ đi mua một cái miếng bạt về để gọi là trên cái phần mái, gọi là không bị mưa dột vào nhà ấy. Đúng rồi. Cứ phải mùa mưa này đến rồi các bác ạ. Cái nhà này thì từ năm ngoái anh em làm rồi, tính ra cũng phải năm hơn năm nay rồi. Vâng. Đến lúc nó bắt đầu là hỏng rồi. Đấy, tại vì là cái này nó chỉ là cái bạt tạm bợ thôi. Đấy, phơi mưa phơi nắng thì nó không thể cái gì trường tồn theo thời gian được. Đó, chỉ có cái cuộc sống của bà con cứ ngày nọ qua ngày kia cứ lay lắt thế này thôi các bác ạ. Cũng cảm ơn anh La và cảm ơn chị Lý ở Phú Thọ rất là nhiều, những cái tình cảm của các ông bà các bác có gửi đến bà con nói chung và gia đình em bà Hờ vào cái lúc khó khăn này nói riêng. Đó, để cho gọi là gia đình có bát cơm gạo dùng qua ngày. Đấy, cái trước mắt là cái cơm gạo thôi. Đó, bây giờ thì những cái củ kia cả, cái củ kia nó ngứa lắm thì thôi không lấy về ăn nữa. Lấy về không có thì phải ăn thôi, chứ còn bây giờ thì cũng không còn cách nào khác cả. Nhiều công việc bây giờ thì cũng phải đi xa mới làm được, cũng phải đi công ty hoặc là đi về xuôi thì mới làm được. Muốn đi thì em bà em Hờ này nói tiếng thì không biết đấy, nên là cái đấy là cái hạn chế rất là lớn của bà con ở trên trên vùng cao này cô bác ạ. Đó, bây giờ thì cũng không biết là làm cái gì được để mà kiếm ra được 1-2 đồng ấy, để mà đổi được cái ít ngô về dùng qua ngày cũng đã khó rồi. Hôm nay thì có cái món quà của chị đi lên này đấy, cất đi nhá, cất đi xong rồi để mà ăn dần thôi. Cái gạo này thì cứ nấu, mình cứ nấu cháo lên ấy, để mình nấu được nó sẽ là dôi hơn là mình cứ nấu cơm ăn như thế. Nấu cơm ăn như thế là nó sẽ tốn kém hơn. Bây giờ mình đang đói khổ này này, mình cứ tính làm sao là làm cho nó ăn được càng lâu dài càng tốt nhá. Nhưng mà cho thu này mà vô là chị sẽ được ôm mỏ mà ôm mỏ ôm quần điểm ôm quần đi ra cho nhiều. Thế thôi, khả năng là anh em cũng đi thôi các bác. Đấy, cũng tranh thủ và là mang cái món quà vào đây để cho vợ chồng có cái bát cơm gạo ăn qua ngày thôi. Bây giờ thì anh em cũng là đi chia sẻ những hoàn cảnh khác thôi các bác ạ. Hả nhau em mua? Bây giờ anh mình cũng gọi là đi thôi. Đấy, bây giờ có đi cả không có này các bác này. Nhìn lại cái ngôi nhà này một chút này các bác này. Đấy. Ở trên đỉnh này này, tét tô hết rồi đây này. Thế này thì làm sao mà ở được đây. Thế nhưng mà không có thì vẫn phải ở thôi các bác. Khổ các con các cháu đó. Rồi bây giờ anh em cũng lên đường. Lại quay trở lại tuyến đường chính, không biết là đường nào đường chính nữa. Người ta đóng cửa kín mít kìa. Đóng cửa kín mít. Thấy anh em vào cái người ta đóng cửa kín mít cả bên kia bên này. Nên là không ạ. Thôi anh mình cũng có mà đi thôi. Xem là sau này có đi được không. Anh khéo khéo đi vào đây thôi. Đi qua đằng sau á. Vâng. Có đi được không? Được. Ừ. Đi nhẹ nhẹ để chứng người ta không nói. Bây giờ đi đường nào cũng không ổn các bác. Đi qua đường ngô người ta không cho đi. Nhà người ta không đi được, bây giờ phải chui, gọi là chui giúp đằng sau nhà người ta thế này.
Mệt quá. Lỡ mà người ta đùa thì chạy nhanh nhá. Ừ, đùa thật đấy. Rồi, bây giờ anh em Xuân Thiệp và em Dì cũng kết thúc video này thôi các bác ạ. Cũng hẹn gặp lại các ông bà những tập phim lần sau thôi. Xin chào.